Vâng ơi, xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Thì cũng mấy ngày hôm nay thì hôm nay em lại lên tiếp tục lên một cái video bán hàng, chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Thì lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Và ngày hôm nay thì có những đơn hàng giá siêu rẻ luôn các bác nhé, siêu rẻ luôn. Hôm nay rất là nhiều đơn hàng giá thanh lý. Là các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một cặp bến lươn sung. Cái này thì còn hai chậu thôi các bác nhá, hai chậu. Đấy, bình thường thì một kg như thế này thì em vẫn chia sẻ với giá là 150.000. Nhưng mà ngày hôm nay thì còn 2 kg thôi, 2 kg nữa thì em chia sẻ cho các bác với sưu tầm về làm giống này. 2 kg này thì em chia sẻ với giá là 180.000 các bác nhá. 180.000 một cặp này luôn. Đấy, đây là đơn số 1 là một cặp. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng kiều phi yến các bác nhá. Kiều phi yến. Một mặt bông rất là đẹp, rất là hot luôn. Cái này thì cũng chỉ còn khoảng 3-4 kg thôi. Cái này thì em chia sẻ cho các bác, cô chú anh chị mình cũng 180.000 một cặp. Cái này là bán một cặp như này luôn các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn lấy một kg thì các bác vui lòng là lấy gộp đơn với một cái mặt bông khác giúp em nhá. Một cái mặt bông khác. Đây là đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay 5 cánh trắng gấu trúc. Gấu trúc ngày hôm nay còn 2 kg các bác nhá, 2 kg. Đấy, bình thường thì những kg này vẫn giá là 300.000. Đấy, kg 20 cent rồi, ngọn vẫn đang đi rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay thì em chia sẻ 5 cánh trắng gấu trúc với giá là 250.000 nhá, 250.000. Đấy, kỳ 20 sen ngọn đang đi rất là đẹp. Đã, kỳ tất cả đều là cắt thân mẹ nhá, ấm chậu hết rồi các bác nhá. Đấy, đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay 5 cánh trắng Juliet các bác nhá, Juliet. Kỳ là dễ này, dễ rất là đẹp nhá. Cái Juliet này thì lớn rất là nhanh, lớn cực kỳ nhanh luôn các bác nhá. Đơn hàng số 4 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 và đơn hàng số 6 ngày hôm nay. Đấy, đơn hàng số 5 này là cái kỳ đầu ngọn coi nhá, đầu ngọn dễ siêu siêu đẹp luôn. Rất là nhiều dễ. Đấy, còn đơn hàng số 6 đây, hai kỳ này như nhau coi nhá, hai kỳ như nhau. To mập đẹp như nhau. Hai cái kỳ này thì em chia sẻ cho các bác đồng giá là 450.000 đồng trên một kỳ. Đấy, 450.000 các bác nhá. Đơn hàng số 5 và đơn hàng số 6. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ, 5 cánh trắng quốc dân. Chậu nái 3 mầm gốc. Đơn hàng số 6 này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 6. 180.000 đồng này thì cũng là đơn hàng số 7. À, em xin lỗi, đây là đơn hàng số 8 các nhá. Đây, đây là đơn hàng số 7 này. Đây là đơn hàng số 8 này. 8 này 180.000 các bác nhá. 180.000 cho đơn hàng số 8. Chậu này 3 mầm gốc. Mới một cái mầm thất ngọn này, mầm thất ngọn này đẻ được hai cái mầm gốc nữa không nhá, đẻ được hai cái mầm gốc nữa. Đấy, đơn hàng số 8. Em chuyển qua đơn số 9. Đơn số 9 ngày hôm nay cũng 180.000 nhau nhá, 180.000 ba cái mầm gốc rất là đẹp luôn. Cái này các bác có không gian rộng ấy, các bác có thể là sưu tầm 2-3 chậu về các bác treo lên để vài cái này đến cuối năm nay sang năm là nó ra hoa thôi. À, cái dòng này rất dễ hoa và sai hoa các bác nhá, cực kỳ dễ hoa và sai hoa luôn. Đấy, đơn hàng số 9 180.000. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay, chậu này 2 4 5 mầm gốc các bác nhá, 5 mầm gốc. Thôi chậu này chia sẻ luôn 150.000 này. Đấy, 150.000 các bác nhá. Chậu nái toàn chậu nái thôi. Đấy, đơn số 10. Em chuyển qua đơn số 11. 11 ngày hôm nay, chậu này 2 4 chậu này 5 mầm gốc. 5 mầm gốc thì chậu này em chia sẻ với giá là 200.000 đồng nhá. 200.000. Em chuyển qua đơn số 12. Đơn số 12 ngày hôm nay 9 mầm gốc 150.000. 9 mầm gốc thôi nhá, 150.000. Em chuyển qua đơn số 13. Đơn số 13 ngày hôm nay đó là một chậu ám lá nhựa địch quả. Chậu này cái này thì là mầm gốc luôn các bác nhá, mầm gốc luôn. Tại vẫn còn rất là nhiều mắt luôn, cực kỳ là nhiều mắt. Đấy, chậu này thì em chia sẻ với giá là 200.000 đồng. Cái dòng địch quả này là dòng lá mít thân thủ các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 14. Đơn số 14 ngày hôm nay chậu này thì 3 kỳ ám địch quả các bác nhá. Kỳ này là kỳ cắt khúc. Cái này thì em chia sẻ là
120.000 một chậu nhé. 120.000 một chậu 3 cây như thế này. Cái này các bác có thể sưu tầm 2-3 chậu. Cái này em rất là nhiều. Cái này em cắt ươm rất nhiều. Nên là cái này các bác muốn lấy số lượng bao nhiêu cũng có luôn nhé. Đây là ám đi qua. Đơn số 14. Em chuyển qua đơn số 15. Đơn số 15 ngày hôm nay đó là một chậu nái ám lá nhựa địch quả các bác nhá. Chậu này hai mầm gốc. Đây. Ám lá nhựa địch quả lá tròn này, tròn. Lá xếp như một hình zigzag luôn các bác nhá. Đấy. Mầm gốc đây. Ngọn đang đi rất là đẹp luôn. Đấy. Chậu này kỳ đây, rất là nhiều kỳ, nặng quá đổ luôn các bác nhá. Rất là nhiều kỳ đây. Chậu này hoa sắp nở rồi, siêu sai hoa luôn. Đấy. Rất là nhiều nụ luôn, cực kỳ nhiều nụ các bác nhá. Đơn số 15 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 650.000 cho đơn số 15. Em chuyển qua đơn số 16. Đơn số 16 ngày hôm nay đó là bệt võ tòng các bác nhá, bệt võ tòng. Đơn số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn số 16. Em chuyển qua đơn số 17. 17, 18 ngày hôm nay thì chia sẻ là 300.000 các bác nhá. Đấy. Đây là đơn số 17 này. Hai mầm gốc này khoảng tầm 35 cm một mầm rồi. 300.000. Chậu này 3 mầm gốc mình nhá. 3 mầm gốc này cũng 300.000 luôn. Đấy, đơn số 17 18 này. Em chuyển qua đơn số 19. Đơn số 19 ngày hôm nay chia sẻ với giá là 350.000. Chậu này 3 mầm gốc, nái luôn các bác nhá. Mặt bông thì em có để phía góc bên trái màn hình để các bác cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Và các bác xem ở trên video chưa được rõ nét, các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Số điện thoại em để cũng để ở phía trên màn hình đấy ạ. Thì các bác là cứ nhập cái số điện thoại sẽ ra Zalo của em luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 20. 20 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng cố hương. Chậu này 2 mầm gốc các nhá. 2 mầm gốc. Đấy, ngọn này, ngọn đang đi rất là đẹp nhá. Đơn hàng 20 này em chia sẻ với giá là 250.000 cho đơn số 20. Em chuyển qua đơn số 21. 21 ngày hôm nay 3 mầm gốc cũng 250.000. Chia sẻ đồng giá luôn các nhá. Đấy, 3 mầm gốc này. Bác cô chú anh chị mình về làm chậu nái sang năm ngắm hoa. Chậu này 2 mầm gốc mà cũng 250.000 các bác nhá. Đấy, em chia sẻ đồng giá luôn. Các bác lấy 2 mầm gốc hay là 3 mầm gốc thì đều được luôn. Đấy, đơn hàng số 22. Em chuyển qua đơn hàng số 23. 23 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng mắt trâu. Đơn hàng số 23 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 480.000 cho đơn hàng số 23. Em chuyển qua đơn hàng số 24. 24 ngày hôm nay chia sẻ với giá 400.000 rồi nhá. 400.000 chậu này luôn. Quá là đẹp luôn này. Chậu này 22 tầm khoảng 22 cm rồi. Ngọn vẫn đang đi rất là khỏe. Mầm gốc các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 25. 25 ngày hôm nay kỳ 5 cánh trắng mắt trâu. Đơn số 25 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 cho đơn số 25. Em chuyển qua đơn số 26. 26 ngày hôm nay chia sẻ với giá 200.000 nhá. 200.000 mầm gốc. 27 ngày hôm nay em chia sẻ với giá là 150.000 cho đơn số 27. Và hết đơn 27 này là hết 5 cánh trắng mắt trâu. Em chuyển qua đơn hàng số 28. 28 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng người đẹp Bình Dương. Kỳ cắt khúc rất mập khỏe đẹp. Đơn 28 này thì em chia sẻ với giá là 350.000 nhé các bác nhá. 350.000 cho đơn hàng số 28. Em chuyển qua đơn hàng số 29. Đơn hàng số 29 ngày hôm nay chia sẻ các bác với giá là 400.000 đồng. 400.000 nhé các bác nhá. 5 cánh trắng người đẹp Bình Dương. 400.000 cho đơn số 29. Em chuyển qua đơn hàng số 30. Đơn hàng số 30 ngày hôm nay. Hàng số 30 ngày hôm nay đó là tím tuần triệt các bác nhá. Tím tuần triệt. Cái này thì còn có vài kỳ thôi. Kỳ này là kỳ cắt khúc các bác nhá. Cắt khúc này. Kỳ rất là mập khỏe và đẹp. Đơn hàng 30 này thì em chia sẻ với giá là 550.000 các bác nhá. 550.000. Ngày hôm nay thì rất là nhiều đơn hàng về giá. Về như nhiều đơn hàng còn cắt lỗ luôn các bác nhá. Đây là đơn hàng số 30. 550.000. Em chuyển qua đơn số 31. 31 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng phú quý các bác nhá. 5 cánh trắng phú quý. Đơn hàng số 31 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 31. Em chuyển qua đơn hàng số 32. 32 ngày hôm nay. Chậu này 2 mầm gốc thôi nhá, 2 mầm gốc và 2 cây chân thân. Đơn hàng số 32 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 cho đơn hàng số 32. Em chuyển qua đơn hàng số 33.
33 ngày hôm nay đó là 5 cành trắng Bảo Duy thôi nhá. Đơn 33 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 34. 34 ngày hôm nay cây này chia sẻ cho các bác với giá là 480.000 nhá. Đấy, 480.000. Đơn hàng 34 này. Em chuyển qua đơn 35. 35 ngày hôm nay là 5 cành trắng Bảo Duy. Cây này xuống chậu được khoảng nửa tháng rồi nhá. Rễ siêu nhiều rễ luôn. Cây này ngọn vẫn đang đi này. Cây này nó có cái con đấy, có cái con bọ. Cây rất là đẹp các bác nhá. Cây rất là đẹp luôn. Cây này thì em chia sẻ với giá là 500.000. Là đơn hàng số 35. 5 cành trắng Bảo Duy. Và hết đơn hàng 35 này là hết Bảo Duy rồi nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 36. 36 ngày hôm nay đó là 5 cành trắng người đẹp không tên. Đơn hàng số 36 này thì em sẽ sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng trên một cây thôi nhá. Cho đơn hàng 36, 300.000 một cây như này. Em chuyển qua đơn hàng số 37. 37 ngày hôm nay đó là mầm gốc các bác nhá, mầm gốc không tên. Lại một cây trên thân này. Đấy, mầm gốc quá đẹp luôn. Đơn hàng 37 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 37. Em chuyển qua đơn hàng số 38. 38 ngày hôm nay đó là 5 cành trắng ngọc sơn cước các bác nhá, ngọc sơn cước. Kỳ cắt khúc. Đơn hàng 38 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng trên một cây. Cái này thì cũng còn vài cây thôi các bác nhá. Có nghĩa là những cái nào mà còn vài cây thì em sẽ chia sẻ nốt cho các bác sưu tầm về làm giống. Đơn hàng 38, đấy 200.000 các bác nhá. Rễ này, siêu nhiều rễ, ấm chậu rồi. Em chuyển qua đơn hàng số 39. Đơn hàng số 39 ngày hôm nay thì là 5 cành trắng vô thường các bác nhá. Vô thường, cắt khúc. Đơn 39 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng trên một cây. Cho đơn hàng số 39, 280.000 rồi nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 40. Đơn hàng số 40 ngày hôm nay khi này kỳ 5 cành trắng vô thường. Ngọn đang đi rất là khỏe. Đơn hàng 40 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 cho đơn số 40. Em chuyển qua đơn số 41. 41 ngày hôm nay một cây 5 cành trắng vô thường. Đơn 41 này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng cho đơn hàng số 41. Kỳ rất là đẹp của các bác nhé. Và mỗi các bác mua hàng trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì mỗi bác ấy, thì em sẽ tặng kèm các bác một cây địch quả như thế này. Em sẽ nhấc lên nhé và về các bác trồng lại. Cây này là cây cắt khúc này. Vì cái dòng địch quả này nó rất là đẹp, dòng lá miết và thân thủ luôn. Đó nên là mỗi bác thì em sẽ tặng kèm một cây nhé. Và đơn hàng số 41 cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.